đây. Em bê đây em tắm. Anh ơi. Anh ơi. Quần áo này, quần áo em đâu rồi? Ô gái xinh gái. Rồi, Kiên trở xin chào cả mọi người. Chào mừng nhá, mình là Cường Con. Ok mọi người ạ, thì ngày hôm nay Kiên đã có mặt tại Linh Bình. Thì hôm nay mình xuống chào đấy. Thì hôm nay mình đã có mặt tại Linh Bình, mình xuống xem anh Thái chơi. Thì hôm nay là mình muốn nhờ em Cường Con để kết hợp với mình để chôn anh Hải TV anh em ạ. Anh không phải bàn riêng chôn là em lúc nào cũng phải gọi là ok đầu anh nhớ rồi. Nhưng mà từ đó em chết hàng này đó. Không không chết hàng, chết hàng tối nhà đi tối anh em mình ấy sau. Ok đấy. Thì bây giờ anh em mình chị em mình à? Anh với em. Anh em mình nghe rồi nghe đến lần nào. Rồi, chúng ta gác ao ra. Đấy, ui, thì là bây giờ là anh muốn là, à là quên, em muốn anh đưa em vào nhà anh Hải để chôn anh Hải. Biết là okay, em gì chưa? Ok anh. Tắm giờ nhá, chị tắm giờ. Bây giờ nha, bây giờ anh sẽ đưa em vào nhá. Không mà em làm gì thì ông Hải. Đúng. Dê gái lắm. Dê không. Dê kinh lắm, có vợ làm dê lắm. Được. Bây giờ mình sẽ nhờ em Cường dẫn mình vào nhà anh Hải để xem là chôn anh Hải xem là phản ứng khi mà nhìn thấy em gái. Mua cái đạn thế này. Đi nhanh thế. Cái gì vậy? Em không hiểu. Đúng rồi anh ơi, đi tí nó về. À đi luôn, giới thiệu luôn anh. Em phải lươi. Xinh không? Xinh. Ừ. Nó to thế. Nó to thế. Cảm ơn. Ừ, ở đây nha, xong rồi anh đi mua ít đồ xong rồi. Tí về đi ăn nha. Của anh thì đi đâu thì nó về. Đi nhanh nhá. Em ở đâu? Anh này trông em con em nó đuôi đừng về chạy mất nhá. Em ở đây ngay hàng bên cạnh. Hàng xóm. Thôi, mày đừng có bốc phét. Em thôi em ngồi này chơi cũng được. Nó nhà mà chơi mà đi ăn mưa rồi. Anh ơi. Hả? Anh nhà có chỗ nào tắm không? Đây là nhà anh. Nhà ai? Nhà của anh à. Em à? Em là anh. Ừ. Cho em vào tắm một lúc thôi. Em bẩn, em vừa đi kia bẩn quá. Ô tô tạt bùn vào bẩn hết người. Cho em tắm nhà tí. Nhà thằng của anh là chưa xây nhà tắm. Chưa xây nhà vệ sinh. Chưa xây nhà. Anh xem anh thôi. Đây là cho anh tắm, cho em tắm đậy được thì em tắm ao chuồn một quen. Đây xuống đây anh tắm. Nhưng mà anh có quần áo cho em mượn đi. Thì cứ tắm đi anh lấy cho. Nhá. À. Anh mua em nước rồi. Cô ấy mới tắm rồi. Ngủ em nước đi. Cái giận hung nao cổ luôn đấy anh ạ. Ở đây là bọn anh tắm toàn ra ngoài đây tắm à. Có vào trong nhà đâu nên là không xây nhà tắm. Tắm ở đây mát được. Thôi. Đúng không? Thấy không? Múc tắm thì tắm ở đây nha. Anh đi vào mà đổ. Sao ơi bêu đây? Em bê đây em tắm. Tắm cái này cơ mà. Em mình tắm cái này nó ấy chết. Ra đi cho anh. Tao tắm cái này này. Thôi anh em tắm đây. Không đến bẩn. Bẩn cũng được. Anh ơi anh đừng ra nhá. Ừ. Em đang tắm đấy. Tết chứ.
Anh ơi, anh ơi, anh nhà anh có xà phòng tắm không? Có, có. Cho em xà phòng tắm đi, em tắm. Anh đừng nhìn nhá, anh đừng nhìn, anh che mắt vào đi. Anh che mắt vào chưa? Đây đây đây. Đâu, đâu. Đây anh. Đây, đây. Ô, anh đi ra đi, anh đi ra đi. Ừ. Quần áo đây vào cảm em nhá. Anh vào đây. À mà anh ơi. Quần áo này, quần áo em đâu rồi? Ô, anh ơi, quần áo em đâu rồi? Anh. Quần áo em đâu rồi? Đi với anh cơ. Đi đâu? Đi với anh cơ. Anh đặt đi, em lay bạn bè đến anh đi vào. Anh cũng phải coi. Đi vào đi. Anh ơi. Đi với anh cơ em. Anh ơi, quần áo em đâu rồi? Hả? Quần áo em đâu rồi? Em vừa tắm xong, quần áo em đâu rồi? Em để đây mà. Anh ơi. Quần áo gì? Quần áo màu đen, màu quần áo ra em đi. Để đây em bắt đây này. Chó công rồi, để bắt cao lên. Em để đây mà. Em để đây này. Như nào vậy? Quần áo màu đen, màu hoa hoa ấy. Cái gì nữa? Mà có cái, có ấy màu ấy, màu trắng trắng ấy. Cái gì nổi rõ ra cái gì? Màu da. Ô vậy cái này, ôi, cái này sao ấy? Ôi vậy đúng, đây này. Ai cầm cái đấy đi? Ai vứt cái này ra ấy? Anh này có vứt ra ấy. Ơ không, anh vứt cái khác. Anh vứt đó là anh vứt. Anh kia, lấy ra quần áo em đi. Anh Lâm à? Lấy ra quần áo em đi, em lạnh quá. Anh vứt cái rẻ khác cơ mà. Anh trộm quần áo rồi, cứ nem ngay cùng em. Dạ, anh vứt cái rẻ khác mà mới ra nhặt chưa có bà. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, anh kia, anh rẻ nào, rẻ nào. À. Anh dạ quần áo em đi, em vừa tắm em để đây mà. Đi vào anh lấy làm gì? Anh một chữ, anh một rưỡi đứng dậy à, tao lấy làm cái gì vậy? Tả anh lấy anh là em rõ ràng anh. Tao vứt cái rẻ cái gì ra đấy em cái gì bạc. Cái gì? Vừa lấy có hai có mua hai em với anh Hải nhà thôi. Chó nó cũng mất đấy. Chó nó cũng mất. Anh không lấy làm sao nó mất được? Anh biết gì ra đây chó công rồi ai biết gì? Chó nhảy lên vào tường làm sao được? Tường cao này em nhảy lên tường, chó nhảy tường à? Chó nhảy tường. Mắt em gì đang tắm vào người mày? Đi không? Anh nghe gì đang tắm rồi? Chuộc, chuộc. Anh thì anh mất quần áo. Anh về bắt đền đi anh đi, anh phải. Sao bây giờ em sao? Anh về quần áo em không? Không. Anh bị che mắt lại đi. Quay mắt đi. Điên là anh muốn anh. Buổi tối lắm. Anh là gì thì anh em cãi vợ tối lắm. anh tưởng mày con gái thật rồi. Thôi à quên, tao giả vờ đấy, tao biết rồi. Thôi anh cũng biết. Tao xuống, tao nhìn qua là tao biết là mày rồi. Thôi. Anh vứt quần áo rồi, anh bong bóng quần áo. Đâu, giả lấy quần áo của em. Anh quần áo của em, quần áo này, quần áo em đâu. Anh kia đây. Chó ăn công. Chó ăn công, đấy. Cái loại đấy, dặn đấy, em để bé em gì. Con ngay dặn đấy nào. Mọi người ơi, mình biết là Kiên rồi, mình giả vào cố tình rồi. Không phải đâu anh em ạ. Cố tình. Ông này là ông chê gái rồi, có vợ rồi. Có vợ rồi nhưng vẫn chê gái anh em ạ. Mình cố tình đấy. Anh đừng giải thích gì nhiều nữa.